27. Thật sự biết trở lại rồi. Tướng Linh, cô trở lại thành người rồi kìa. Nhưng mà lỗ tai và cái đuôi vẫn còn lộ ra. Đa tạ Thiên Thương đại ca. Không sao, bây giờ biến thành người rồi thì đã tốt lắm. Những chuyện còn lại sau này hẳn nói. Với lại cô có mấy thứ này thật ra nhìn cũng đáng yêu lắm. Thật hả? Thật mà. Đúng. Rất đáng yêu. Vậy thì tốt quá. Nếu thật là vậy, tôi đi tìm đồ tô ca ca đây. Cô bị sao vậy? Tôi thấy hơi chóng mặt. Chóng mặt? Không phải bây giờ cô ấy hồi phục rồi hay sao? Tiểu hồ ly bị thương quá nặng, làm gì hồi phục nhanh vậy được. Mỗi ngày chỉ hồi phục được chừng 6 canh giờ, còn cần phải điều dưỡng cho tốt mới được nữa. 6 canh giờ hả? Vậy có nghĩa là 6 canh giờ đó là người, thời gian còn lại sẽ là hồ ly. Hồ ly thì sao? Nếu huynh không thích thì tránh xa tôi ra, đừng đi theo tôi. Tôi đâu có nói là không thích đâu. Cô biến thành gì tôi cũng thích cô mà. Tư Linh à, đó rồi phải không? Tôi dẫn cô đi ăn món ngon nha. Nè, cậu cũng thấy rồi đó, tôi tốn rất nhiều sức lực mà. Nè, lúc nãy chúng ta đã giao hẹn về tiền rượu với lại 1.000 lượng đâu. Thiên Thương đại ca à, huynh cũng biết rồi, tôi bỏ nhà ra đi mà, trên người không có nhiều tiền tới như vậy. Nhưng mà tôi có thể viết thư về cho vị tỷ, tỷ ấy sẽ gửi nhiều tiền tới đây, lúc đó tôi sẽ mua rượu cho huynh uống ha? Cậu đã bỏ nhà ra đi rồi, nhị tỷ cậu còn gửi tiền cho cậu hả? Cậu tưởng tôi ngốc hả? Thiên Thương đại ca à, huynh là người tốt mà, giờ cũng đâu thiếu rượu để uống đâu. Cho tôi nợ trước nha, được không? Đã tạ huynh nha. Đi. Nè, hai người đúng là hiếp người quá đáng mà. Thiên Thương đại ca chịu hao tổn công lực của chính mình cứu lại linh khí của Tương Linh, quả nhiên là trượng nghĩa. Quá khen rồi. Ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bằng hữu mà, nếu không giúp cho họ, thiếu cung về sẽ trách tôi. Khoan đã. Nè hai người đứng lại, chút nữa tôi uống hết rượu thì cậu biết tay tôi. Tô, huynh từng thấy loại phép thuật đó chưa? Sư tôn cũng từng dạy tôi phép thuật hấp thụ linh khí đất trời, nhưng mà trước giờ chưa từng nghe nói hút linh khí chuyển vào cơ thể người khác. Loại phép thuật này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Xem ra phép thuật của Thiên Thương đại ca còn cao thâm hơn mũi tưởng. Hồng Ngọc tỷ, trước đây tôi từng nghe Lăng Diệt đại ca và Tô Tô nói tỷ biết rộng hiểu nhiều. Tôi muốn hỏi tỷ có biết loại phép thuật mà Doãn đại ca đã dùng không? Thật ra cũng không phải biết rộng hiểu nhiều, chỉ có điều sống lâu nên gặp nhiều thứ thôi. Mặc dù tôi cũng không rõ rốt cuộc huynh ấy đã dùng phép thuật gì, nhưng tôi cũng biết được đôi chút. Trong nhân gian, tất cả những người tu luyện đều luyện khí, còn việc tu tiên thành đạo chính là luyện khí dùng phép. Có rất ít người có thể dẫn được linh khí, vì vậy tôi nghi ngờ có lẽ đó là phép của thiên giới. Nhưng Tinh Tuyết à, sao cô lại quan tâm đối với những chuyện của Thiên Thương vậy? Không giấu gì tỷ, lâu nay tôi luôn cảm thấy Doãn đại ca chính là ca ca ruột của tôi, Phong Quảng Mạch. Thật sao? Phép thuật mà hôm nay Doãn đại ca đã sử dụng, tuy tôi chưa từng thấy, nhưng mà nguyên lý khi dùng phép rất giống U Đô của chúng tôi, trận pháp quyết đồ. Trận pháp quyết đồ? Phải. Trận pháp quyết đồ là loại phép thuật quy lực cao siêu, khống chế được linh hồn, hội tụ linh khí trời đất để mà sử dụng. Nguyên lý trận pháp mà lúc nãy Doãn đại ca đã dùng thật sự rất giống với trận pháp quyết đồ.
Lúc nãy tôi thấy huynh ấy dùng phép, tôi cũng rất hiếu kỳ. Huynh ấy là lãng tử giang hồ, cũng không phải là người tu tiên học đạo, sao lại biết loại phép thuật phức tạp này? Thực ra lần đầu tiên tôi gặp huynh ấy, tôi đã cảm thấy huynh ấy là đại ca. Nhưng lâu nay huynh ấy không thừa nhận. Đại ca đã mất tích 11 năm rồi. Tôi cứ có cảm giác huynh ấy có nỗi khổ khó nói, không nói cho tôi biết. Có khi nào đã gặp những chuyện, quên mất những chuyện trước đây không? Nhưng mà huynh ấy lại không quên phép thuật của Udo. Tôi đang nghi ngờ huynh ấy là người trước đây tôi từng gặp. Là ai? Bây giờ vẫn chưa xác định. Nhưng tin Tuyết, huynh ấy có rất nhiều thứ chúng ta chưa hiểu rõ. Vì vậy tôi thay cô thăm dò huynh ấy trước đã. Vậy thì đa tạ Hồng Ngọc tỷ. Để tôi làm. Cũng được, đa tạ. Huynh là một nam nhân tay chân thô lỗ mà ngồi đây sắc thuốc. Thật sự không ngờ huynh cũng tỉ mỉ thật. Chẳng lẽ thời gian trước đây huynh thường sắc thuốc cho người ta? Nam nhân hả? Cầm kỳ thư họa, cơm nước bếp núc, thứ nào cũng phải tinh thông. Ê, dì Tịch Đồng trước đây cũng từng chăm sóc tôi, xem như đền đáp thôi, cũng là đương nhiên mà. Phải rồi. Hôm qua huynh giúp Tương Linh hồi phục lại linh khí, tiêu hao nhiều công lực của mình. Nếu như huynh thấy không được khỏe, huynh đừng cố gắng chịu đựng. Hồng Ngọc tỷ tỷ đây á, quan tâm tôi tới như vậy, tôi thực sự không tìm ra vị trí của mình rồi. Bằng hữu giang hồ tương trợ lẫn nhau không phải là chuyện dĩ nhiên sao? Trận pháp hôm qua huynh sử dụng sẽ làm hao tốn rất nhiều công lực của huynh, bởi vậy sau này đừng tùy tiện dùng nữa. Cô biết trận pháp này hả? Trận pháp quyết đồ dẫn linh vào linh, chuyện này ai mà không biết chứ. Trận pháp quyết đồ là gì vậy? Tôi chưa từng nghe qua. Trận pháp huynh sử dụng mà huynh không biết nó tên gì sao? Nói thật ra thì tôi thực sự không biết tên của nó là gì. Tôi tự sáng chế đó. Huynh tự chế? Lần đầu tiên tôi nghe nói trận pháp này cũng tự sáng chế. Chỉ là trò giặc, không đáng nhắc tới. Vậy huynh cho tôi thỉnh giáo. Mọi người đều biết phép thuật là lấy khí dùng phép, cũng chỉ có trận pháp quyết đồ là các chuyển hóa thông qua linh khí. Sao tự dưng huynh lại nghĩ ra cách này vậy? Chuyện đó tôi thật sự cũng không biết tại sao lại như vậy. Tôi quên mình từng đọc trên quyển sách nào đó. Lúc đó chỉ nghĩ tới cầu may xem được hay không mà thôi, nên áp dụng thử xem sao. Thật không ngờ hiệu quả cũng tốt lắm. Xem ra từ bây giờ tôi lại có thêm ngón nghề để kiếm tiền rồi. Nhưng mà vị Hồng Ngọc tỷ tỷ này đây, biết rõ qua đầu cốc có nhiều linh khí, lại còn biết tới cái gì mà trận quyết gì đó. Cô thực sự biết không ít nha. Chẳng qua cũng chỉ là những trò giặc thôi. Nè, mấy chuyện sắc thuốc này á, nữ nhân làm thì không gì thích hợp hơn. Làm phiền cô canh thuốc giùm tôi. Tôi đi cầm kỳ thư họa một chút ha. Không cần tiễn, không cần tiễn. Nè. Thiên Thương. Ủa, đồ tu huynh đệ. Hôm nay có rượu, cô quên đi. Được. Hiếm có. Ha, đồ tu huynh đệ mời uống rượu đúng là quá hiếm có. Cậu tới đây cũng để hỏi giùm tin Tuyết có phải không? Được. Đúng là không uổng công tấm chân tình của tin Tuyết muội muội đối với cậu. Cậu cũng quan tâm tới tin Tuyết lắm mà. Nếu tôi thực sự là đại ca của tin Tuyết á, thì tôi có thể hoàn toàn yên tâm về cậu rồi. Nếu huynh không phải là đại ca tinh tuyết, ngày xưa quê ở đâu vậy? Phiêu bạc giang hồ, tứ hải là nhà. Mọi người đừng bận tâm tới. Về chuyện tinh tuyết muội muội xem tôi là đại ca cũng được đi. Nhưng mà sao cậu cũng cảm thấy như vậy? Nói thật thì lần đầu tiên lúc mà tôi gặp được huynh, tôi cũng có cảm giác đã từng gặp nhau rồi. Đã từng gặp nhau hả?
Đại ca của muội ấy không phải du hàm của Udo sao? Làm sao hai người biết nhau? Tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ là lúc còn nhỏ từng uống rượu với nhau. Vì đại ca ca đó lần đầu tiên cho tôi biết thế giới ở bên ngoài muôn màu muôn vẻ, phồn hoa náo nhiệt. Đi ra từ chỗ này, đi thêm 10 ngày 10 đêm. Có miếu, có chợ phiên, có sông lớn, có thuyền lớn, chiên trống rền vang, uống rượu cờ bạc, ngồi nghe hát kịch. Thì ra ngoài kia chưa tới như vậy. Sau đó thì sao? Tên Phong Quảng Mạch đó đi đâu hả? Nghe tên Tuyết nói đại ca của cổ tới giúp Ôn Mông Linh Cốc, nhưng sau đó người mặt quỷ đã xông vào, Ôn Mông Linh Cốc bị giết. Còn những chuyện sau đó tôi không nhớ rõ. Người mặt quỷ hả? Sao vậy? À, không có gì. Những chuyện qua rồi đừng nhớ tới nữa tốt hơn. Mau lên, uống rượu đi, mau lên. Rượu thật sự có thể khiến ta quên đi phiền não, quên đi quá khứ sao? Rượu không chú sai là người tự sai thôi. Ha, muốn quên thì cứ quên đi. Con người của cậu thật sự nghiêm túc quá mức rồi. Ha, người sống ở đời hiếm khi mơ hồ lắm. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, mệt mỏi lắm. Quỳnh cứ nói không nghĩ, nhưng mà vì chuyện của Qua Thường Tỷ bồn ba khắp nơi, làm hết sức mình giúp tôi với Thiếu Cung. Có lúc tôi thấy nghĩ hay không không phải do mình quyết định. Tôi phụ lòng Qua Thường quá nhiều. Lúc còn sống tôi không làm gì cho cổ hết. Bây giờ phải tìm cho ra hung thủ để an ủi linh hồn cổ trên trời. Còn về Thiếu Cung, mạng của tôi là do Quỳnh ấy cứu, giúp cậu cũng như giúp Quỳnh ấy vậy. Thiếu Cung y thuật cao minh, tại sao không có cách giúp Quỳnh lấy lại trí nhớ? Y thuật dẫu cao cũng chưa chắc chữa được bách bệnh, nhất là chỗ này. Cũng đâu thể đem đầu tôi ra mổ xẻ xem thử trước đây xảy ra chuyện gì. Thật ra cũng không có gì to tát hết. Cậu xem, nếu nhớ ra trái lại càng không thể buông bỏ hơn. Sư Quỳnh từng nói với tôi, cho dù không buông bỏ được, giấu ở trong lòng, có những lúc sẽ cam lòng tình nguyện chấp nhận. Câu này của cậu nói rất có lý. Mặc dù tôi không nhớ những chuyện trong quá khứ, nhưng mà trong lòng tôi có một suy nghĩ, không muốn bị ai bó buộc hết. Có lẽ là nửa đời trước tôi bị giam cầm quá lâu, chắc là sống không tự tại mới có suy nghĩ như vậy thôi. Lúc đầu tôi rời khỏi Thiên Dung Thành cũng mong có thể làm chủ vận mệnh của mình, với sức một mình chống lại sát khí của phần tịch. Nhưng mà cuối cùng, nếu không có mọi người giúp đỡ, e rằng không sống được tới hôm nay. Mọi người hả? Chủ yếu chỉ là Tinh Tuyết muội muội thôi. Người trẻ như các cậu thích thật đó, chứ người có tuổi như tôi không có cái tâm trạng đó đâu. Sao vậy? Nam nhân giống như chúng ta, nói tới tình cảm hả? Giống như khi chúng ta uống rượu, có rượu ngon nhưng mà không có rượu dở. Trong những lúc khác nhau, với tâm trạng khác nhau, sẽ muốn uống loại khác nhau. Phải xem tâm trạng hiện nay của cậu có thích hợp với loại rượu này hay là không. Nè, cậu và Tinh Tuyết muội muội cũng may, xem như tình cảm từ hai phía. Nè, Lan Sinh và Tương Linh thì lại hoàn toàn khác. Tương Linh ngây thơ hiểu ít, tính tình trẻ con, hoàn toàn không hiểu những chuyện nam nữ. Còn Lan Sinh lại là một công tử rất kén chọn. Cậu ấy muốn uống rượu quế qua, nhưng mà Tương Linh người ta vẫn còn uống nước trắng mà, có phải không? Hả? Bởi vì bằng hữu tôi mới nói thôi. Nè, uống rượu đi. Kéo hồ lô đây. Ê, ở bên đó bán gì vậy? Đừng xem nữa, đi. Bình cổ đây. Ghé lửa đây, ghé lửa đây. Xin mời, bình cổ đây. À, cô nương nhìn đi. Nè, đôi hoa tai này đẹp quá. Cô nương đúng là biết nhìn hàng. Cô đeo thử coi. À, Tương Linh à, nếu như cô thấy thích á, chúng ta cứ mua về hết. Về nhà từ từ thử ha. Hả? Quỳnh có nhiều tiền vậy sao? Cho dù có thích cũng không nhất định phải mua. Chúng ta tới chỗ khác xem thử. À, trời,
Ồ, kỳ lạ ghê. Sao cô Linh này nhìn kỳ vậy? Ánh mặt kỳ lạ. Nhìn cái gì mà nhìn? Sao lại trông lên đầu? Ở ngoài trời nóng như vậy, hay là mình về trước đi ha? Tôi không về. Nhìn gì mà nhìn? Trời đất ơi. À, cô nương à, thích cái nào? Cứ tự nhiên xem ha. Tôi thích cái này nè. Rất giống đồ tô ca ca. Lại là tên đồ tô nữa. Ngân lượng. Tôi lên à. Cái này xấu như vậy, mua làm cái gì chứ? Chúng ta đổi cái khác đi. Đồ nhỏ mọn. Ngân lượng. Chỗ này ông không cần phải thối. Ông bỏ hết mấy cái giống đồ tô này. Đa tạ ông. Dạ được, đa tạ. Ê, tôi lên à. Hay là chúng ta đi về nhà trước đã hả? Tôi không có về đâu. Tôi đã trốn ở quán trọ lâu vậy rồi, khó lắm mới được ra ngoài chơi mà. Không phải, bây giờ sức khỏe của cô vẫn chưa tốt. Với lại cái tay đợi sau khi cô hồi phục hẳn, tôi đưa cô đi cả ngày luôn có được không? Không được, không được, không được. Ai cần quên đưa, tôi tự biết đi. Nè. Lăng. Đứng lại. Tiểu tử, đừng còn dám chạy hả? Tỷ tỷ à, bỏ tay ra trước rồi nói. Đau lắm đó. Đệ cũng biết đau sao? Đệ có từng nghĩ đệ bỏ nhà ra đi thì có đau hay không? Liên quan gì đệ chứ? Đệ Lan Sinh. Tô cô nương. Như tẩm tỷ, tôi xin lỗi. Tôi không trách cậu. Đệ ấy, tôi quá hiểu mà. Chắc chắn là tự đòi đi theo cậu. Chắc gây không ít phiền phức cho mọi người hả? Không có, không có. Quỳnh ấy cũng giúp được nhiều việc. Thấy chưa, tỷ nghe rồi chứ gì. Đệ chỉ ra ngoài dạo chơi, bây giờ không phải bình an vô sự rồi hay sao? Đệ còn nói. Đen đi, còn ốm đi, chị có mệt không? Mấy hôm trước cha gửi thư về nhà, nói là sắp sửa về đó. Rất nhớ đệ. Đệ về nhà với tỷ tỷ đi. Mỗi lần cha viết thư về nhà, thực ra phải đợi tới 3 tháng sau hoặc nửa năm sau. Chúng ta đâu cần phải về gấp như vậy. Tương Linh á, đồ tô với Tinh Tuyết đều đang bệnh hết rồi, cần người chăm sóc mà. Đệ mà biết chăm sóc ai, đệ không làm phiền người ta là mừng rồi. Đi về với tỷ. Thực ra không phải chỉ có họ bị bệnh, cả dì Đồng cũng bệnh luôn rồi. Tỷ coi Giang Đô toàn người bệnh không à? Dì Đồng cũng bị bệnh. Dì Đồng bệnh từ lâu lắm rồi, tỷ mau qua thăm đi. Sao dì Đồng lại bệnh nặng tới vậy? Có tìm đại phu xem bệnh cho dì ấy chưa? Đã xem rồi. Đại phu nói do tuổi già sức yếu, lại bị trọng thương, vì vậy mới hôn mê bất tỉnh. Dì Đồng, dì phải cố lên. Dì là người nhà của Thiếu Cung, huynh ấy cần gì? Dì Đồng, dì Đồng, dì Đồng, dì Đồng, dì Đồng, dì đã muốn nói gì sao? Tôi đang nghe nè. Lan Sinh. Tôn tiểu thư, lâu quá không gặp. Hôm đó huynh bỏ nhà ra đi, tỷ tỷ huynh rất là sốt ruột. Tôi cũng rất là lo lắng, còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì. Tôi thì có chuyện gì, tôi chỉ ra ngoài đi dạo thôi. Cô cũng biết rồi, tỷ tỷ tôi là người hay đem mấy chuyện nhỏ phóng đại thành chuyện lớn. Không có chuyện gì, tôi đi trước nha. Lan Sinh. Tôn tiểu thư à, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vậy huynh định chừng nào trở về Cầm Xuyên? Chuyện này hả, tôi vẫn chưa nghĩ kỹ. Tôi vẫn còn nhiều chuyện khác phải làm lắm. Vậy thì tôi ở lại đây chờ huynh có được không? Cô ở lại? Không có hay. Cô là đại tiểu thư Tôn gia. Tôi đi trước ha. Lan Sinh. Tôi cũng biết không hay. Nhưng tôi đã tới rồi. Lan Sinh, tôi rất là thích huynh.
rốt cuộc Huynh thích cô gái như thế nào? Huynh nói cho tôi biết đi, tôi có thể thử làm mà. Hai chúng ta không thể được. Cô với tôi cũng không có duyên phận. Chúng ta quen biết từ nhỏ, sao lại nói là không có duyên phận? Với lại Tinh Tuyết nói với tôi, khi thích một ai đó thì phải chủ động để giành lấy. Tôi sẽ chứng minh cho Huynh thấy lòng của tôi đối với Huynh. Đồ tôi với Tinh Tuyết, hai người họ thích lẫn nhau, đương nhiên là có thể chủ động được. Nhưng mà hai chúng ta hoàn toàn không thể được. Tôi đi thật nha. Nguyệt Ngôn, cô thấy rồi hả? Nguyệt Ngôn, tôi không ngờ cô có thể đi ra khỏi nhà. Tôn Vũ Nương cho cô ra ngoài sao? Tôi thật sự lo cho Lan Sinh, mới xin như Tẩm Tỷ đưa tôi tới đây. Nguyệt Ngôn, thực ra Lan Sinh chỉ... Tinh Tuyết, cô không cần nói nữa. Tôi biết cô đang muốn nói gì. Thật ra tôi cũng hiểu, lòng huynh ấy không có tôi, nhưng mà tôi không muốn từ bỏ. Từ sau khi huynh ấy rời khỏi Cầm Xuyên, cả người của tôi cảm thấy rất trống trải, không ăn được, không ngủ được. Tôi sợ huynh ấy chịu khổ bên ngoài, gặp phải nguy hiểm. Sợ huynh ấy không trở về, tôi không gặp được nữa, nên tôi mới tới đây. Cho dù bây giờ huynh ấy chưa chấp nhận tôi, nhưng ít ra tôi còn thấy huynh ấy, ở cạnh huynh ấy cũng được mà. Nguyệt Ngôn, sao cô phải khổ sở vậy? Nhưng tôi không thấy khổ. Nhũ Nương thường nói cho tôi biết, 18 tuổi tôi sẽ gặp kiếp nạn, nhưng tôi lại toàn gặp may. Trong năm nay tôi đã gặp được cô, gặp lại Lan Sinh. Lời cô nói rất đúng, khi thích một ai đó phải nói cho người đó biết. Cho dù không có cơ hội, cũng phải không ngại đứng ra thử một lần. Tinh Tuyết, tôi không muốn bỏ cuộc. Trời ơi, đừng kéo tôi. Sao tôi không được ra ngoài? Tư Linh à, tôi xin cô cứ ở trong phòng của đồ tôi thêm vài ngày nữa đi. À, đợi mấy ngày nữa họ đi rồi, tôi sẽ đi dạo với cô, có được không? Tôi đâu có nợ gì tỷ huynh, sao tôi phải ở đây chứ? Ừ, vậy coi như dì tôi đi, có được không? Đợi vài ngày nữa tôi sẽ dụ được họ về Cầm Xuyên. Tôi có thể tới chỗ Tinh Tuyết tỷ, tại sao nhất định phải ở đây hả? Tinh Tuyết hả? Cô nghĩ thử đi, Tinh Tuyết thân với Nguyệt Ngôn như vậy, Nguyệt Ngôn nhất định sẽ tới phòng của Tinh Tuyết tìm cô ấy. Vậy lúc đó lỡ đụng mặt nhị tỷ tôi lại bị nhị tỷ lôi về Cầm Xuyên nữa. Cô cũng đâu muốn tôi bị lôi về Cầm Xuyên để cô lại đây một mình. Tôi đâu có ở một mình, tôi có đồ tô ca ca mà. Đồ tô ca ca đó đã có Tinh Tuyết rồi, làm gì có thời gian ngó tới cô. Chưa hết nha, nếu như bây giờ tôi đi rồi á, ai nói chuyện với cô đây, đúng không? Được rồi, được rồi, huynh thật dài dòng, hứa là được chứ gì. Tư Linh à, chỉ có cô là tốt nhất. À, cô có muốn ăn món gì không? Tôi sẽ đi mua cho cô. Ăn huynh. Tinh Tuyết. Tiểu Hắc Miêu. Đã nói là Hắc Diệu mà, tỷ gì lại Giang Đô mà không tới tìm tôi? Ngươi có tin tức của Cẩn Nương không? À, không có. À, tỷ vẫn đi chung với tên mặt lạnh đó hả? Ngươi đừng nói tô tô như vậy, ngươi còn nói ta bỏ mặt ngươi đó. Tên lạnh lùng đó có gì tốt đâu, cả ngày chỉ có một bộ mặt ủ dột, giống như ai đang nợ tiền hắn vậy. Tôi tốt với tỷ như vậy mà tỷ còn lạnh nhạt với tôi. Nè, Tinh Tuyết, tôi tới đưa tin cho tỷ mà. Muốn đưa tin gì? Trước đây tỷ bảo tôi thăm dò tin tức về Thiên Thương còn gì nữa. Bây giờ tôi biết rồi nè. Ngươi biết được những gì về Thiên Thương nữa? Chuyện tỷ bảo tôi làm, tôi đều ưu tiên. Tôi mới biết tin 11 năm trước, huynh ấy xuất hiện ở Giang Đô. Thiên Thương bị thương, được người ta cứu sống. Người cứu huynh ấy là ai? Âu Dương Thiếu Cung. Hả? Thiên Thương đại ca. Thiên Thương đại ca. Có chuyện gì vậy? Đồ tôi gặp chuyện hả? Không phải đâu, muội nghe nói 11 năm trước huynh từng bị thương nặng đúng không? Xui xẻo.
xui xẻo quá vậy? Nói gì vậy? Ai bị thương nặng chứ? Muội đã nghe nói rồi. Muội nghe thiếu cung nói huynh là người phương Bắc. Vậy tại sao huynh tới Giang Đô? Huynh ấy cứu huynh phải không? Cứu huynh chỗ nào? Nam nhân mà, đi dọc Nam Bắc có gì lạ đâu. Tên tướng mùi muội à, muội quan tâm huynh như vậy, không lẽ vẫn nghĩ huynh là đại ca của muội hả? Không phải là muội nghĩ, mà đúng thật là huynh. Tên tướng mùi muội à? Không, Tình Tuyết à, nếu muội thật sự thiếu ca ca, huynh hoàn toàn có thể miễn cưỡng chấp nhận xem muội là muội muội. Nhưng mà muội vẫn nhầm lẫn rồi, huynh hoàn toàn không phải là vị ca ca du hàm vĩ đại gì như muội nói. Đại ca. Tỷ tỷ à, tôi thật sự không phải là người đó mà. À thôi vậy đi, nếu như muội còn muốn hỏi gì nữa thì đợi thiếu cung trở về. Đợi thiếu cung về thì hỏi huynh ấy ha. Huynh còn phải sắc thuốc cho Tịch Đồng tiền bối nữa. Hôm khác nói sau. Hôm khác, hôm khác. Dừng bước, dừng bước. Dì Đông à, tôi còn nhớ lần đầu gặp dì và thiếu cung, cũng lỡ Giang Đô. Mời ngồi. Thời gian vừa qua sức khỏe của huynh đại thế nào? Làm phiền huynh rồi, thương tích của tôi cũng đã đỡ khá nhiều. Có điều những chuyện trước đây tôi vẫn không nhớ ra. Nghe Tịch Đồng tiền bối nói hai người phát hiện tôi hôn mê dưới đất ở vùng núi Hoành Sơn mới cứu tôi về đây. Mấy hôm trước tôi có tới đó xem thử, nhưng mà vẫn không nhớ ra được những chuyện trước đây. Trước đây tôi du ngoạn khắp nơi, cũng từng có người bị mất trí nhớ tới tìm tôi chữa. Nhưng chứng bệnh mất trí có lẽ sẽ có nguyên nhân, đại đa số sẽ không mau chóng nhớ lại. Quynh đại cứ thông thả lòng mình, tu dưỡng cho khỏe. Nếu như thời cơ chín muồi, những chuyện đã qua tự nhiên sẽ nhớ ra. Mấy ngày gần đây tôi có thời gian rảnh rỗi ngồi đọc sách, phát hiện có rất nhiều thứ trong sách nói tôi thấy rất lạ lẫm, giống như là chưa từng trải qua chuyện gì. Thiếu cung nhìn có vẻ vẫn còn rất trẻ, nhưng mà khí độ bất phàm, chắc là hiểu rộng biết nhiều. Huynh có thể cho tôi biết hồng trần thế tục này rốt cuộc là ra sao không? Bụi hồng ngàn trượng chẳng qua chỉ như vậy, nhưng mà tình trạng của huynh đài vô cùng đặc biệt. Nếu như thật sự muốn hiểu rõ thì phải đích thân đi xem thử. Quan mạc ở phương Bắc ngàn dặm, rừng núi của phương Nam rậm rạp, phương Tây thì tuyết lớn che trời, đông phương thì biển cả bao la. Có rất nhiều chuyện tốt đẹp, kể cũng không kể hết. Thiên hạ rộng lớn hay nhỏ, nếu như tịnh tâm, một nén hương tàn, một cây đàn cổ cũng đã đủ rồi. À, nếu như huynh đài có chút thời gian, hay là đặt một cái tên để tiện xưng hô? Đặt tên? Tôi từng đọc một quyển trong phòng của huynh, trên đó có viết một thứ được người ta gọi là rượu. Trong sách nói rượu vào ngàn chén không biết sầu, chắc là do uống say có thể quên hết phiền não trong nhân gian. Nếu vậy tên của tôi cứ đặt là Doãn Thiên Thương đi. Doãn Thiên Thương, tên rất hay. Trong men trời đất rộng, trong mộng tháng ngày dài. Vậy hôm khác sẽ cùng Thiên Thương huynh uống say một bữa. Thank you.
gì đâu mà. Tôi dự tính rời khỏi chỗ này, ra ngoài du ngoạn khắp nơi, nên tới từ biệt gì. Giang hồ lắm sương gió, Doãn công tử đã suy nghĩ chưa? Tôi đang muốn ra ngoài thưởng thức cảnh đẹp trong nhân gian. Trong thời gian tôi ở Giang Đô, chỉ cảnh sắc ở đây thôi đã làm tôi bị hút vào rồi. Không biết là thế giới bên ngoài còn có những cảnh sắc ra sao. Cũng như số hoa cỏ xanh mướt này cũng làm cho tôi mở rộng tầm mắt. Số hoa này do thiếu cung đích thân trồng lấy đó. Mặc dù thiếu cung vẫn còn rất trẻ tuổi, nhưng mà hình như trên thế gian không có gì mà huynh ấy không biết. Không biết hoa này có tên là gì? Quân ảnh thảo. Quân ảnh thảo nghĩa là nhìn thấy nó sẽ nhớ tới ai đó. Cậu đi đi, đừng nhớ quá khứ, không chừng sẽ tốt hơn. Bảo trọng. Cáo từ. Công tử nhà ai trên lưng ngựa, khoác lụa hai liễu trước rèm buông, đêm đến say trong minh nguyệt lầu, thua bạc nhưng thân trong gác vàng. Có tài. Rượu này không được ổn cho lắm. Quả nhiên chỉ có rượu nhà A Hiên là ngon nhất. Thiên Thương thật có nhã hứng. Ý, thiếu cung, sao huynh lại tới đây? Mau ngồi đi, ngồi đi. Nè, sao huynh lại chạy tới đây về thiếu cung? Tôi nghe nói ngư dân ở chỗ này phát hiện ra kỳ hoa dị thảo ở bờ sông, nên cố tình tới đây xem sao. Đúng lúc nhớ ra lần trước huynh viết thư nói là huynh rất thích rượu ở chỗ này, muốn ở lại đây một thời gian dài, vì vậy sẵn tiện tới đây thăm huynh. Đúng là người đi tới đâu cũng gặp nhau hết. Đáng tiếc bình rượu của tôi uống hết rồi, nếu không tôi sẽ mời huynh. Tôi tới để thăm bằng hữu mà, có rượu hay không cũng đâu có sao. Rất hay, nói rất hay. Hơn 5 năm rồi không gặp, thiếu cung vẫn không khác chút nào hết. Vậy sao? Tôi thì thấy huynh có nhiều thay đổi. Nhờ lúc trước tôi bảo huynh sống theo lòng mình, cũng không biết là đúng hay là sai, nhưng tôi không ngờ huynh thành ra bộ dạng này. Bộ dạng này có gì không hay chứ. Trong 5 năm qua tôi đã đi tới rất nhiều nơi. Sơn thủy yên tĩnh đẹp như tranh, nước sông cuồn cuộn đổ ra biển, rừng rậm âm u đầy huyền bí, tôi đều đi hết rồi. Với lại đã thử qua rất nhiều cách sống, tới cuối cùng giống như bây giờ, tiêu diêu tự tại. Đời người ngắn lắm, vui vẻ với hiện tại, dù sao cũng chỉ là ngắn ngủi mấy mươi năm, tốt nhất cứ sống theo lòng mình đi. À phải rồi thiếu cung, huynh có từng nghe truyền thuyết như vậy chứ? Người già ở đây nói, ở đây có một con sông, một phần nước của nó từ dưới đất chảy ngược lên. Con sông đó lúc nó còn ở dưới đất tên là Dông Xuyên. Trong dòng Dông Xuyên chứa đầy hồn phách sinh linh. Truyền thuyết này nghe cũng thú vị đó. Dông Xuyên. Cái tên này hình như tôi đã nghe ở đâu rồi, nhưng mà tôi thực sự không nhớ. Có phải liên quan đến quá khứ của huynh không? Ơi, ai mà biết chứ, không nhớ thì không nhớ thôi, uổng phí công sức. Chỉ bằng uống thêm chút rượu còn tốt hơn. Tinh Tuyết muội muội cứ hết lần này tới lần khác xem tôi là đại ca, làm tôi có lúc thật sự tưởng đâu mình chính là Phong Quảng Mạch. Dì Đồng trước đây dì từng nói đừng cố nhớ tới quá khứ, để tôi rảnh sẽ khuyên muội ấy đừng tiếp tục cố chấp sẽ tốt hơn.
Quán trọ Giang Đô. Cô định sẽ ngồi ở đây tới chừng nào? Muội không đi đâu được. Lan Sinh kêu muội trốn như tẩm tỉ, chỗ này không cho đi, chỗ kia không cho đi. Muội ở đây không làm phiền hai người đâu. Hay là vậy đi, tỉ xem. Như vậy là không thấy gì nữa rồi. Muội che tay mình lại, không nghe gì hết. Hai người muốn làm gì cứ làm, muội sẽ không quấy rầy hai người. Không nghe thấy. Không nghe thấy. Tường Linh. Tường Linh à? Tường Linh. Không nghe thấy. Tường Linh. Tôi mua đồ ăn ngon cho cô nè. Quỳnh muốn tôi chết hả? Ăn đi. Nè, ăn đi. Có phần của tôi với Tô Tô không? Tôi chỉ mua món Tường Linh thích ăn thôi. Cô muốn ăn hả? Tự đi mua đi. Tên nhỏ mọn. Tôi là vậy đó. Quỳnh. Tô Tô, đi. Chúng ta ra ngoài ăn. Đúng là thấy ghét. Nè, cô muốn ăn cái gì? Ngày nào cũng ăn mấy cái này, nhìn lại thấy ngán rồi. Hả? Vậy cô muốn ăn cái gì? Tôi sẽ đi mua thêm. Tôi muốn tự mình đi mua. Tự mình đi mua hả? Nhưng mà tôi sợ là ngày nào cũng ở trong phòng này rất là buồn, không có người nào nói chuyện hết đó. Vậy tôi đưa cô ra ngoài nha. Thật vậy hả? Vậy thì quá tốt, bây giờ chúng ta đi liền đi. Được thôi. Lộ Tự Nhiên à? Vậy sao? Xin mời cô nương à. Tự Nhiên ha. Nguyệt Ngôn, thì đã hứa với Nhũ Nương phải chăm sóc muội thật tốt, chỉ sợ muội ở quán trọ đó không được quen cho lắm. Đa tạ như tẩm tỷ quan tâm, muội ở đó rất tốt, còn được thường xuyên nhìn thấy Lan Sinh. Chỉ tại người làm tỷ tỷ như tỷ không biết cách dạy dỗ mới để cho con khỉ đó chạy khắp nơi. Đợi sau này khi hai đứa thành thân, muội có thể thay mặt tỷ quản giáo nó thật tốt. Lan Sinh chỉ ham chơi chút thôi. Nguyệt Ngôn, muội yên tâm, tỷ nhất định sẽ làm chủ cho muội. Đợi sau khi chúng ta trở về Cầm Xuyên, hai đứa sẽ thành thân liền. Qua bên kia xem thử. Nguyệt Ngôn, muội xem loại vải này nè, rất hợp may áo tân nương. Muội cũng thích lắm. Bánh bao đây. Muội xem thêm đi, coi có thích loại bánh nào bao, hơn bánh không. Bánh bao đây. Nè, tôi lấy cái này, với cái này bánh nữa. Bánh bao thơm ngon đây. Vậy tôi lấy cái này. Đúng chứ vậy? Đà tạ. Đi, qua bên đó xem thử. Tương Linh à, cô đừng đi lung tung. Đợi vài ngày nữa sau khi nhị tỷ đi rồi á, cô muốn đi đâu thì cô cứ đi. Cô muốn đi bao lâu cũng được, tôi cũng theo cô. Huynh không về với nhị tỷ huynh hả? Thật ra tôi cũng muốn về lắm. Chỉ cần nhị tỷ chịu chấp nhận cô, tôi sẽ về liền. Tỷ ấy không thích tôi, sao chấp nhận tôi được? Tóm lại, cô muốn đi đâu tôi sẽ theo đó, có chết cũng không về. Vậy bây giờ huynh chết đi. Nguyệt Ngôn, muội đừng đau lòng. Bây giờ Lan Sinh đã bị ả hồ ly đó hút hồn rồi. Như tẩm tỷ, muội không có sao đâu. Nếu như Lan Sinh thật sự thích cô nương đó. Cô nương, chỉ tại muội không biết, cô ta chỉ là một hồ yêu. Đừng có ăn nữa. Ai cũng nói người mập hết. Ráng nhịn chút đi, đợi người về sẽ cho ăn thêm. Đồ Tô. Như tẩm tỷ, tỷ tìm tôi. Có một chuyện này muốn nhờ cậu giúp đỡ. Cứ nói. Tôi mong là cậu có thể giúp tôi chuyển giao một bức thư về Thiên Dung Thành cho Lan Diệt đại sư huynh, liên quan tới Lan Sinh. Tôi muốn nói chuyện với huynh ấy. Như tẩm tỷ đã thông suốt, chịu cho Lan Sinh tới Thiên Dung Thành tu tiên à? Thật ra tôi cũng chưa thông suốt hoàn toàn, bởi vậy mới muốn gặp đại sư huynh lãnh giáo vài điều. Không biết cậu có giúp được không? Đương nhiên là được. Bức thư ở đây, phiền cậu giao cho huynh ấy. Đa tạ cậu. Không cần khách sáo đâu.
Đại sư huynh, đồ tôi gửi thư về sao? Nét chữ đẹp như vậy chắc do cô nương nào viết. Phu cư à, muốn nói với chữ một chân nhân, ta đi giang đô một chuyến. Đồ tôi có chuyện gì hay sao? Không phải, có một vị bằng hữu đang cần huynh giúp đỡ. Bằng hữu gì mà quan trọng vậy? Thương tích của sư huynh vẫn chưa lành hẳn, tốt nhất đừng đi xa. Vị bằng hữu này là nữ nhân hả? Đừng nghĩ lung tung, tại huynh đệ của người đó bị yêu quái bám theo nên nhờ huynh xuống núi bắt yêu thôi. Thật sao? Yêu quái gì mà phải đích thân huynh đi bắt chứ? Trước đây đồ tôi bị thương cũng nhờ vị bằng hữu này đã thu nhận và chăm sóc. Bây giờ người đó gặp nạn, huynh không thể bỏ mặc. Được rồi, huynh muốn đi đâu cũng được, nhưng lần này phải cho muội theo.